Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành Vào hôm ngày 18 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ hiền lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng cũng như các quý vị và các bạn đang theo dõi bộ sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu bộ sản phẩm này có rất nhiều tên gọi đầu tiên thì chúng tôi ra mẫu đó là bộ bàn ghế salon tần kéo pháo và tiếp theo đó chúng tôi đã đổi tên đó là bộ bàn ghế tần pháo và nếu để hiểu nôm na và dễ hiểu hơn nữa chúng tôi gọi đây là bộ bàn ghế pháo được làm trên nhiều chất liệu gỗ khác nhau như gỗ gõ đỏ gỗ hương đá gỗ môn nuôi công thì trong video clip hôm nay tôi xin giới thiệu chia sẻ tới quý vị và các bạn đây là bộ bàn ghế Chân pháo được làm từ 100% chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương này nhập khẩu từ Nam Phi. Chất liệu gỗ đó là rất cứng, nặng như đá vậy. Và rất là lắm vân. Và toàn bộ vân là rất là mịn. Màu sắc của gỗ thì là không đậm mà không nhạt. Nó có cái màu hồng. Và có cái mùi thơm thăng thoảng. Và giá thành của gỗ khi chúng tôi nhập vào thì giá thành nó lên rất là cao. Và trong video clip này, đây là tôi giới thiệu luôn đó là quy trình lót nước một để làm hiện các cái vân gỗ. Bộ bàn ghế này màu nó đã sáng rồi thì chúng tôi lại không cần tẩy axit như các cái bộ gỗ màu tối. Nếu như gỗ nó tối thì phải tẩy axit rất nhiều lần để cho gỗ nó sáng lên thì sau đó mới làm được các cái nước lót và đi vào hoàn thiện. Trung bình tôi làm từ 3 tới 4 lần lót. Để cho các cái sản phẩm khi hoàn thiện được mịn và sáng bóng hơn. Và chiếc ghế dài của bộ bàn ghế tần pháo này có kích thước đó là dài 2m4, chiều sâu 61 và chiều cao là 97. Chiều sâu 61 nó thuộc cung phong thủy đó là tài lộc và chiều cao 97 thì nó thuộc cung thiên khổ. Phổ bì là 2m4 còn khuôn mặt là 2m37. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp đến chiếc ghế đơn Chiếc ghế đơn mang thông số kích thước đó là 1m04 phủ bì Chiều sâu 61 và chiều cao 97cm Sau khi dựng mộc xong tôi có quay lại video clip một lượt Thì trong video này tôi giới thiệu luôn đó là một quy trình lót đầu tiên vì bộ bàn ghế đã rất là sáng màu và đều đẹp, vân gỗ cũng được tuyển chọn thì những người thợ bắt đầu đi vào lót luôn và toàn bộ lót bằng tay thì nó sẽ được mịn hơn nếu khi chúng ta bắn bằng súng quý khách để lưu ý có thể tham khảo toàn bộ các vân gỗ là vân tự nhiên và để làm được một bộ bàn ghế tần pháo này đúng chuẩn kích thước thì thời gian nó lên tới khoảng gần một tháng và vì sao để gọi là bộ bàn ghế tần pháo thì Quý khách có thể nhìn được các cái tay hộp, người thợ chúng tôi đang quét các cái đầu chữ thọ đây. Nếu chúng ta để trơn thì hình dung nó rất giống với các quả pháo và cũng như là các cái phần trương mà chúng ta tựa đầu vào. Chúng tôi làm dày 8 phân. Toàn bộ hình thù là trông rất giống với quả pháo vì thế mà tên gọi đó là bộ bàn ghế tần pháo hay còn gọi là bộ bàn ghế pháo gỗ hương. Và đây là gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, rẻ hơn gỗ hương Lào Việt Nam và rẻ gỗ hơn gỗ hương Việt Nam và gỗ hương Lào và lại đắt hơn là gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi đây là chất liệu gỗ hương đá hiện nay đang trả trộn trên thị trường rất nhiều các loại gỗ thì quý khách hãy bỏ ra từ 3 tới 5 phút xem các cái video clip của chúng tôi thì quý khách có thể phân biệt được các cái dòng gỗ cũng như là kích thước chủng loại bộ này là gồm có 6 món một ghế dài hai ghế đơn một bàn to một đôn và một bàn đầu bàn bàn trà chúng tôi làm với kích thước đó là 80 x 45 80 nó thuộc cung phong thủy đó là đỗ đạt và 45 nó thuộc cung tài vượng và khi lót bằng tay thì nó có cái ưu điểm đó là nước lót được nhanh khô và có thể làm luôn các cái công đoạn tiếp theo và nếu khi lót bằng máy thì chúng ta phải đợi chờ từ một ngày tới một ngày rưỡi để cho các cái nước lót khô chúng ta sẽ đi vào quy trình tiếp theo và khi lót xong thì chiếc ghế nó nổi vân rất là đẹp vân cuồn cuộn tôi xin nhắc lại đây là toàn bộ là vân gỗ tự nhiên chưa can thiệp vẽ vân bắn vân vì vừa là hàng mộc chúng tôi còn không cần tẩy axit thì vân nó đã lên đẹp như này rồi và khuôn tranh thì dày 3 phân ván mặt chúng tôi làm dày một phân uh, rưỡi hay còn gọi là 1.5 cm đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Hoàn anh uh, sinh sống tại Thái Bình và anh sẽ kê bộ bàn ghế này tại uh, chung cư tại Hà Nội và đây là chiếc bàn trà với kích thước 80 45 và một chiếc đôn nhỏ đó là 45 45 đôi nhỏ là làm vuông cũng đều được chọn vân chọn gỗ rất là tỉ mỉ từ cái công đoạn làm mộc đây có thể nói là một bộ bàn ghế phòng khách hiện đại kê được vào cái diện tích không gian nhỏ và toàn bộ là để trơn không đục chạm rất dễ lau chùi cho các cái quý khách hàng mà thích đam mê về dòng gỗ vân và để trơn bên cạnh các cái bộ sản phẩm như này thì cơ sở đang còn rất nhiều các cái bộ sản phẩm như ghế tần thủy hoàng hay là ghế âu á hộp hay là ghế minh quốc voi minh quốc nghê được làm từ chất liệu gỗ mun thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ youtube đồ gỗ hiền lanh để xem thêm và tiếp theo đây tôi sẽ giới thiệu với chiếc bàn to mang cái thông số kích thước đó là 80 và dài 1m50 phủ bì chiều cao là 46 cái mẫu này đầu tiên đó là được các cái người dân ở Trung Hoa họ ra mẫu và sau đó sẽ chuyển về các cái mẫu mã này chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến để hoàn thiện được một bộ mẫu sản phẩm được tốt hơn. Và đây là toàn cảnh bộ bàn ghế tần pháo tự được làm từ chất liệu gỗ hương đá chân quỳ. Bên trên phần chân thì có chạy các cái đường chỉ. Và có một tầng cổ chiếc ghế dài là dài 2m4 đang được chúng tôi phơi nắng để cho khô các cái phần lót để chúng ta có thể đi vào hoàn thiện được công đoạn tiếp theo và khi hoàn thiện nó sẽ lên được màu sáng rất là đẹp màu ánh vàng hoặc màu hồng đó là tùy theo yêu cầu của gia đình về bản chất của gỗ hương đá thì rất là đẹp chỉ có giá thành nó đắt thôi màu nó không đậm quá mà không nhạt quá nó là màu hồng màu vừa đủ toàn bộ phần trương là dày 8 phân liền khối bộ bàn ghế này có hình thù rất giống các cái khối quả pháo thì vì thế nó có tên gọi là bộ tần pháo hay còn gọi là bộ salon pháo thì bên cạnh các cái bộ pháo này chúng tôi có các cái mẫu bộ pháo mẫu tân cổ điển thì quý khách có thể xem tại địa chỉ youtube kênh đồ gỗ hiền lành quý khách nhớ đăng ký kênh đồ gỗ hiền để có thể theo dõi được các cái video clip mới nhất về đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ trong thời gian sắp tới thì cơ sở có bàn giao rất nhiều các cái đồ thờ cúng liên quan bằng gỗ được thiếp vàng Đài Loan cũng như thiếp vàng 99 thì quý khách có thể xem thêm và thông số của chiếc ghế đơn này tôi sẽ nhắc lại đó là dài 1m04 sâu 61 và cao 97 nó thuộc khung tài lộc và thiên khổ cơ sở vẫn phải tuân thủ theo các nguyên tắc về phong thủy thước số đỏ số đẹp để làm cho quý khách hàng